Rau bà con, rau có hai loại rau, có hai loại rau mà nó tốt vô cùng cho sức khỏe bà con à, nó tốt cho tim mạch, đó là hai loại rau, đó là giá đỗ và cà tím bà con à, giá đỗ và cà tím nó tốt vô cùng. Người Nhật ta ăn cà tím thường xuyên với món chiên à, cà tím nó có vitamin C, K, B6, kali, mangan và chất xơ, nó tốt, tốt cho việc chống ung thư, hỗ trợ ung thư, đó, nó tốt gì đó bà con ha, chống ung thư, wow, tốt cho, hỗ trợ ung thư, tốt, tốt cho việc giảm cân, tốt, tốt cho việc thiếu máu, tốt cho việc táo bón, giá đỗ thì nó kéo dài tuổi thọ, không cao huyết áp, ổn định tốt, không cao huyết áp, tim sơ cứng động mạch, tim sơ cứng động mạch, mỗi ngày, ăn 500g, ăn không quá 500g, mà ta ăn như vậy 5 ngày thì nghỉ 2 ngày, không ăn khi bụng đói, khi uống thuốc, bà bầu không ăn, đang cho con bú, cà tím ăn 2 hay 3 lần, không quá 200g một tuần, không được quá nha bà con. Bà con ơi, kênh chúng tôi lúc nào cũng nói về đời sống và sức khỏe, mong bà con chia sẻ để mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Mong bà con chia sẻ để mọi người cùng nhau mạnh khỏe và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi và video chúng tôi mau đến với bà con. Xin chúc vui, trẻ, khỏe, đẹp, chào chào. Nào, woo!